Mắc bẫy của hổ. Các em về nhà viết một bài văn tả cảnh khu vườn, hôm sau mang lên nộp cho cô nhé. Đây là bài thi giữa kỳ đầu tiên kể từ khi các em bước vào ngôi trường này, phải cố gắng viết thật tốt đấy. Vâng ạ. Sao khó thế nhỉ? Ngày mai phải nộp bài rồi mà mình chưa viết được chữ nào cả. Cũng tại nhà mình không có vườn nên chẳng biết tả thế nào nữa. Đây lại là bài thi giữa kỳ. Phải làm sao đây? Ước gì chị hai đang ở nhà nhỉ? Chị ấy học chuyên văn, viết văn hay có tiếng. À, có cách rồi. Mẹ nói có lưu giữ tất cả bài văn chị hai từng viết. Chị hai cũng từng học ở trường trung học của mình. Biết đâu ngày xưa thầy cô có giao cho chị ấy bài văn tả khu vườn thì sao? Đây rồi, có thế chứ. Bài văn chị hai tả khu vườn hay thật, lại rất có cảm xúc. Nếu mình chép bài văn này nộp cô, chắc chắn sẽ được điểm cao cho mà xem. Mình làm thế này là gian lận rồi, có nên không nhỉ? Nhưng nếu không chép lại, ngày mai mình sẽ không có bài nộp cho cô. Thôi, mình hứa chỉ gian lận lần này thôi vậy. Nhỡ cô phát hiện ra thì sao? Mà chắc không đâu. Bài văn này chị hai viết cách đây đã 7 năm rồi. Cô giáo lại mới chuyển đến trường mình, chắc không phát hiện được đâu. Cô Như làm gì mà chăm chú thế kia? Chào thầy, em đang chấm văn cho học sinh ạ. À, có một bài văn hay và cảm xúc lắm thầy ạ. À, đâu, đưa thầy đọc với. Sao vậy thầy? Cô học trò này viết rất hay mà. Ừ, bài văn viết rất hay. Nhưng đây lại là bài văn của học trò lớp thầy dạy trước đây. Thầy có nhớ nhầm không ạ? Không nhầm đâu. Thầy còn nhớ đã đưa bài văn này cho tất cả các thầy cô trong trường học mà. Đây là bài của học sinh giỏi văn nhất trường mình. Em này được cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nữa. Sao thầy nhầm được? Cô học trò này chép văn của người khác rồi. Hôm nay cô sẽ thông báo kết quả bài thi môn văn giữa kỳ. Không biết bài của tớ thế nào đây? Ôi, hồi hộp quá. Bài của lớp mình nói chung là rất tốt. Các em đều cố gắng viết với cảm xúc của mình. Nổi bật là có một bài văn tả khu vườn, viết rất hay và cảm xúc. Ôi, ai mà giỏi thế nhỉ? Ngưỡng mộ thật. Đó là bài của Thu Thảo. Cả lớp cùng vỗ tay tuyên dương bạn Thảo nào. Chúc mừng cậu nhé, cậu giỏi thật đấy. Vừa rồi, ở phòng hội đồng, thầy Hùng lớp bên cạnh có tâm sự với cô về lớp thầy. Một học trò lớp thầy có hành vi gian lận trong bài thi kiểm tra toán. Thầy đã phát hiện và phê bình. Tuy bạn hứa sẽ sửa chữa, nhưng thầy vẫn rất buồn. Cô hy vọng lớp ta sẽ không có tình trạng như vậy. Sẽ không có gian lận, góp bài khi kiểm tra. Các em đồng ý với cô không? Vâng ạ. Hãy luôn trung thực, ngay cả với chính bản thân mình, các em nhé. Mày đã làm gì vậy Thảo? Mày đã lừa dối cô, lừa dối chính bản thân mình. Nếu cô biết được, chắc sẽ buồn và thất vọng về mày lắm. Cô ơi, em xin lỗi ạ. Thật ra cô đã biết tất cả. Thầy Hùng đã nói với cô về bài văn này. Vậy mà cô vẫn cho em điểm 9, vẫn tuyên dương em trước lớp. Đúng vậy, cô muốn biết lòng trung thực của một học sinh như em đến đâu. Thú thật, thoạt đầu cô buồn lắm, nhưng lúc này đây cô thấy vui, rất vui em à. Em xin lỗi cô. Em biết mình sai rồi, mong cô tha lỗi cho em. Ai trong chúng ta cũng có lúc mắc phải sai lầm, nhưng quan trọng là ta có biết nhận ra và sửa chữa nó hay không. Cô thấy mừng là em đã làm được như vậy. Hãy luôn nhớ, phải luôn trung thực, ngay cả với chính bản thân mình em à. Dạ, em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cảm ơn cô đã dạy cho em một bài học thật quý giá. Em xin ghi lòng tạc giả suốt đời.
đàn ngỗng trời. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Ba ơi, cánh của chúng con mỏi nhừ cả rồi. Mới bay có thế đã mỏi, các con phải tập luyện nhiều vào. Không bao lâu nữa, chúng ta còn phải bay một quãng đường xa để tới được phương Nam tránh rét đấy các con. Các con thấy dây leo dưới gốc kia chứ? Nếu không nhổ nó đi, ba e là có ngày nó sẽ gây tai họa đấy. Sắp tới ba có việc đi vắng mấy hôm, các con ở nhà nhớ bảo nhau nhổ nó đi trừ họa sau này nha. Ba nói thế nào ấy chứ? Một cái dây leo bé tí thế kia làm sao mà gây họa cho chúng ta chứ? Chị nói đúng quá, ba cứ khéo tưởng tượng ra rồi lo à. Con thấy dây leo này còn ra hoa đẹp đấy chứ, cứ để đó đi ba. Các con cứ nghĩ đơn giản như thế thì sẽ chẳng bao giờ rèn được bản tính phòng vệ mọi lúc mọi nơi cho mình. Chúng ta là loài di cư, ngoài kia nguy hiểm luôn rình rập các con, có biết không? Ôi dào, ba đừng lo, chúng con biết mà. Ở đời mọi thứ đều phải lường con à, mai ba phải đi rồi. Nếu không, ba có thể xuống dứt dây leo ấy đi cho các con. Nhớ lời ba dặn chưa? Ba đúng là cái gì cũng lo quá lên. Thôi được rồi ạ. Ba cứ yên tâm đi. Mai chúng con sẽ làm. Còn bây giờ chúng con xuống sông tắm đây. Mặt trời sắp lặn rồi. Các con không nghe lời ba, bảo nhổ cái cây dây leo thì không đứa nào làm. Giờ nó đã to thế kia, rễ cũng bám rất sâu, muốn diệt nó rất khó. Dạ, chúng con quên, nhưng ba đừng lo, chúng con cứ đi kiếm mồi đã, tối về chúng con sẽ nghĩ cách phá nó. Các con nhớ đấy, đừng để mọi thứ trở nên quá muộn. Đây rồi, ở đâu ra cái dây leo to lớn chắc chắn thế này? Ta chỉ việc bám vào nó, leo lên tổ ngỗng để đặt bẫy thôi. Bẫy thế này chúng nó mà về cùng lúc là ta thu được cả một mẻ luôn. Tuyệt quá! Ba ơi, cứu chúng con với! Các con đã thấy chưa? Tai họa đến rồi đấy, kêu cứu giờ ai thấu? Giá như các con nghe lời ba thì đâu đến nỗi mắc bẫy ngay trong tổ của mình. Ba ơi, chúng con đã biết sai lầm của mình rồi. Ba có cách nào để thoát ra không ạ? Nếu không chúng ta sẽ chết mất thôi. Mắc kẹt trong bẫy thế này rồi, còn cách nào để thoát được nữa? Vậy là chúng ta chết chắc sao ba? Ba ơi, con muốn bay về phương Nam cơ. Con không muốn kết thúc tất cả ở đây đâu. Tất cả là tại chúng con đã không nghe lời ba. Chắc chúng nó đã ngấm đủ tuyệt vọng rồi. Có như thế này thì mới hiểu kỹ năng phòng vệ quan trọng ra sao trong cuộc chiến sinh tồn. Bây giờ thế này nhé. Làm thế nào hả ba? Ba nói nhanh, không chúng con chết mất thôi. Các con nghe kỹ này. Sáng mai khi gã thợ săn xuất hiện, tất cả chúng ta phải giả chết, vờ xóa hết cánh ra. Dạ, chúng ta sẽ giả vờ chết. Rồi sao nữa hả ba? Gỡ xong người nào, gã sẽ để người đó sang bên và gỡ tiếp. Các con lúc ấy phải tuyệt đối nghe theo lệnh của ba. Khi thấy thợ săn gỡ xong người cuối, ba sẽ kêu lên một tiếng và tất cả phải vùng lên bay đi nhanh hết sức. Ba nhắc lại, các con phải tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh của ba, nếu không chúng ta sẽ không thoát được đâu. Vâng, vâng ạ. Đúng là chúng to rồi. Chúng chết cả rồi sao? Trời đất ơi! Cây cỏ bé thế, em không phải nhổ đâu. Phải nhổ hết, ba dạy rồi. Bài học chết người còn đó, anh cứ thế, còn có ngày. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.